hồng anh viết gửi cho em, muốn nói lời chào duyên, sao tình duyên cứ ngại ngùng thế. Em là cô gái vui bên màu vải kén tơ nuôi tầm lo cho ngày mai. Anh là người trai hiên ngang trên vai, bên đàn bên súng cố xây đời tươi, muốn nói mà ngại bên đêm đêm buồn vui. Vẫn biết đời phong sương, riêng mình tay súng làm niềm. Sao lòng vương vấn mỗi khi chiều xuống, tóc em buông dài cài buồn. Hoa đẹp đơn phương, ôi bao nhiêu không bằng một mái tóc mây em rơi. Ơi sao anh ngại, ơi sao em thẹn thùng. Một mai này khi thôi chiến tranh, em chờ anh về trong hoa nở rình. Một mai này khi thôi chiến tranh, anh về rộn ràng câu ca chiến binh. Ơi sao anh ngại, ơi sao em thẹn thùng. Tình yêu còn trong tim nhớ thương, nên còn cho đời khi không nói yêu, mà tình trao về cho nhau trong bao thẹn. Mơ thầm một sáng mùa vinh quang, đám cưới dù không xa, nhưng lòng ai thấy được niềm thương. Có đàn áo hoa tươi màu, cô dâu đằng sau đứng nhìn buông cao. Em ơi đi mau, nghe lòng thầm nên cớ sao em lại. Xin chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của một cái cặp loa đi theo một con đài ba cục của hãng Pioneer. Tên mã của cặp loa là Pioneer C3. Ngày hôm nay em đưa lên bán với một cái mức giá tượng trưng thôi. Có lẽ là ở Việt Nam cũng có nhiều người đang sở hữu nguyên cái con đài ba cục này. Em thì không có cái cục giữa của nó, mà em chỉ có cặp loa thôi ạ. Qua cái đoạn nhạc do ca sĩ Tuấn Vũ trình bày vừa rồi, hẳn là các bác thấy cái cặp toàn giải này nó cho một cái thứ chất âm phải nói là rất ngọt ngào và lôi cuốn. Cũng bởi một phần là cái giọng ca của Tuấn Vũ khi thể hiện cái bài Ngại Ngùng này nó cực kỳ hợp tông, và nó giúp cho cái lời bài hát, nó giúp cho cái giọng ca của Tuấn Vũ nó trở nên hợp tông và cực kỳ lôi cuốn. Sau khi khen Tuấn Vũ xong thì chúng ta sẽ để ý đến cái của nợ này. Em xin dành vài phút để trình bày như sau. Cặp loa này thì em nhập cách đây vài năm rồi. Khi mà nó về tới tay em ấy thì là gân loa nó bị mục,
Như các bác đã biết thì tất cả những cái món đồ hàng bãi, nhất là những cái thứ gần mút thì về Việt Nam thì nó mục là cái chuyện bình thường. Và em đã đưa cho thợ để họ thay vào đây cho em một cái cặp gần mút mới. Và cũng không hiểu vì lý do gì mà em bỏ quên nó ở trong shop, chưa bao giờ cho lên sóng. Ngày hôm nay bỗng dưng thì em nhìn thấy nó ở trong góc xó bụi mù, và em đã bỏ thời gian ra để lau chùi vệ sinh lại cho nó sạch sẽ tươm tất và đưa lên sóng bán với cái mục đích là chia sẻ thôi. Trước đây ấy, khi em nhập cái cặp loa đài ba cục này là em nhập vào với cái giá là 500.000 đó, và chưa thèm tính đến cái tiền cước, chưa thèm tính đến cái tiền công thợ thay gân. Ngày hôm nay em đưa lên bán với cái giá là 390.000, với một cái mong muốn là ông nào đấy chốt cái cặp này thì coi như là ông ấy cất dùm em, chơi dùm em, bởi vì em chẳng có thời gian để chơi. Cái cặp toàn giải này thì nó có hai cái lưới thép phía trước, qua năm tháng thì nó cũng có chảy chớt rồi, thì có chỗ nó hơi xét nhẹ, do vậy là em ngứa mắt em lấy ít sơn đen em sơn lại rồi á, nhìn cho nó sạch sẽ đỏm dáng. Các bác nhìn vào đây cảm giác như có ba cái loa nhưng mà không phải đâu. Trong thùng nó thì có một cái củ toàn giải kích cỡ là 12 cm, màng giấy gân mút. Ở chỗ này là sự hiện diện của một cái loa Super Jack, có nghĩa là Jack Thạch Anh. Cái Jack này chẳng mấy khi nó kêu đâu, ghé tai vào cũng không thấy nó kêu. Còn cái chỗ mà trông như cái múi khế này, thực chất nó là cái lỗ thông hơi. Như vậy là cặp loa của chúng ta nó có đường kính màng là 12 cm, màng giấy gân mút, nó có công suất thật là 15W một củ và trở kháng là 6 ohm. Thùng loa được làm bằng nhựa, và khi nó đi theo một con đài ba cục thì kiểu gì kiểu nó cũng chỗ nó cũng có cái chỗ để gài vào cái thân đài nha. Bây giờ em sẽ xoay góc cạnh để các bác xem. Vỏ nhựa chảy chớt tùm lum tè le, nhưng mà được cái là không có bể vỡ. Vỏ nhựa thì nó có một cái ưu thế so với bọn vỏ bằng gỗ, đó là nó không bị nở. Yên tâm, nó không nở. Và đồng thời nó có móc khoen để cho anh em chúng ta dễ dàng trèo nó lên trên tường. Và đây là thông số này, Pioneer CS C3 trở kháng 6 ohm, công suất danh định 15W, công suất chịu đòn 45W. Cặp nào em không biết, riêng cặp này em bao nhật xịn 100%. Hai củ toàn giải chỉ có thay gân thôi, còn côn nhện em bao zin tuyệt đối, chưa đụng chạm. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cặp loa đài của chúng ta là một cặp loa toàn giải nhật xịn nha. Thế thì cái củ nợ này thì chúng ta sẽ xài nó như thế nào đây? Thứ nhất là chúng ta có thể đánh cùng với một cái thớt dàn mini kiểu như em đang đánh đây nha. Chơi solo trong phòng nhỏ tầm từ 10 đến 12 mét vuông. Với tất cả những bác yêu cái chất âm của loa toàn giải thì không nên bỏ qua cặp này. Cặp này nó có một cái trung âm cực kỳ ngọt ngào và lôi cuốn. Đó là cái cách đầu tiên. Cái cách thứ hai là chúng ta có thể dùng nó để bù âm trung cao cho những cặp loa nghe nhạc lớn hơn. Ví dụ những cặp loa bass 25, bass 30 thì chúng ta cứ đấu song song với những cái cặp đó, không có lo ngại gì cả. Tuy nó ghi chỉ là 15W nhưng em thấy cặp loa này khỏe đấy ạ. Cách thứ ba là chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng cặp loa này làm loa tay, loa lời trong những bộ hát karaoke, với một điều kiện là phải thêm nếm tụ hoặc là điện trở cản bớt. Bởi vì khi các bác mà hát karaoke thì thường thường là hát qua cục đẩy hoặc là âm ly công suất lớn, thì những cái thứ có công suất dành định 15W này thì chúng ta bắt buộc phải cản bớt nó đi, không là nó cháy. Em xin nhắc lại, loa em bao zin tuyệt đối, côn nhện zin tuyệt đối,
Củ da pan xịn nha, gân thì thay rồi, gân thì bắt buộc phải thay, chứ chẳng có cái thằng nào nó thích thay cả. Về giá thì em vừa bán em vừa tặng thôi. Đấy, do vậy là tình yêu nào mà đang thực sự mà có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin lưu ý gọi cho em đừng mặc cả, mặc cả là em chặn số đấy à. Phần trình bày của em đã xong. Ở mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần chú thích bên dưới. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Không nói yêu mà tình trao về cho nhau.